Bé hả? Chú mong mày đem mày mày sạc pin. Sếp sếp ăn sẽ nói sao? Chua không? Chua quá hả? Quá Ăn thịt gà thử coi. Gà thử nha. Ăn thử đi. Sao? Cái gì? Không có chua, đâu có chua đâu, thịt gà đâu có chua. Ngon, đúng rồi, thịt gà ngon, ai làm? Ai nấu thịt gà cho sếp ăn á? Rồi, thử có cơm mình coi, cơm mình ngon dữ lắm luôn nè. Thấy mình bự. Bự. Nhắc lại mấy bữa gác rất đúng rồi, giỏi quá. Ớ, nhiều quá hả? Ok, từ từ chút nữa mình ăn lại. Ngon không? Thế nói là ngon quá. Thế nói đi, ngon quá. Con muốn coi hả? Nuốt hết đi, ăn hết rồi coi. Nuốt hết miếng đó, ăn miếng cơm xong mày coi. Miếng này nữa. Cơm rớt nữa hay lậm lên? Ăn không? Tao biểu cảm nghĩ đi, thấy sao? How is it? Sếp how is it? Ngon lắm, mới nghe thôi, nghĩ thử coi. Oh, when? Still chewing. Đang ăn hả? Nè, bỏ lại bữa cho luôn bay cho sếp này. Nãy sếp ăn sợ sếp no nè. Rồi, ăn tiếp miếng bí ngò này đi. Đi ăn miếng này nữa đi. Không ăn hỏi, ăn ăn miếng khác nè. Sếp lục lụa đi, ăn gì sếp ăn đi. Sếp ăn, sếp nói đi, ngon quá. Nói mới nghe, ngon quá. Cay quá hả? Cái nào cay? Cam chua quá. Thịt gà thì sao? Thịt gà thì ngon quá. Nè, chua. Chua quá hả? Còn ngon quá làm sao? Em bé ở trên dưới mình biết rồi, mình bỏ cái monitor ở dưới á. Cái máy coi camera em bé để dưới bếp cho mình cất cho sếp. Sẽ nói làm sao? Ngon quá. Con nói đi. Ngon. Cay quá hả? Cái gì cay? Chua quá. Ok, sẽ say tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye.